Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi, nhưng Quang Viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, hôm nay cô Quang Viên sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện mới, đó là sự tích con muỗi. Ngày xưa, có một anh nông dân hiền lành vừa mới cưới một người vợ xinh đẹp. Ngày mới lấy nhau, họ đã từng ăn thề, hẹn rằng không bao giờ bỏ nhau. Nếu không may, một trong hai người chết đi, thì người kia cũng sẽ chết theo, để xuống âm ti cho có bạn. Khác hẳn với tính tình đơn giản của chồng, quanh năm chăm chú làm ăn, người vợ lười biếng xa hoa, chỉ lo ăn chơi thỏa thuê sung sướng. Trong lúc hai vợ chồng tưởng chung sống với nhau đến răng long đầu bạc, thì người vợ trẻ tự nhiên bị thần chết mang đi một cách đột ngột. Không ai có thể tả được hết tình cảnh đau thương của người chồng. Anh chàng đã mấy lần toan tự tử để được chết theo vợ, nhưng bị người nhà ngăn trở và canh phòng ráo riết. Đến hôm sắp sửa làm đám tang, bỗng có một đạo sĩ đến bày cho người chồng phép cải tử hoàn sinh, giúp cho người vợ sống lại. Theo lời ông ta, đã từng có nhiều người dùng phép này rất ứng nghiệm. Phép của ông ta chẳng có gì khó, chỉ cần người còn sống gan dạ và kiên trì một chút là được. Nghĩa là người sống mỗi ngày 3 lần ôm xác người chết để truyền hơi ấm của mình qua, làm luôn như thế không nghỉ ngày nào, thì chỉ trong khoảng 3 tháng 10 ngày là người chết sẽ sống lại. Anh chồng cảm ơn đạo sĩ và làm đúng như lời dặn, hy vọng đưa được người vợ yêu quý trở lại cõi thế. Ngày ngày, anh ôm xác vợ, truyền sức nóng, hơi thở của mình vào cái xác đã lạnh toát. Nhưng sau đó mấy ngày, mùi thối của tử thi bay ra khắp xóm, làm cho mọi người không chịu được. Họ kéo nhau đến nhà anh, bắt anh phải chôn lập tức. Bất đắc dĩ, người chồng đành nhờ xóm giềng chặt nứa làm giúp một cái bè để mình đưa xác vợ đi một nơi khác. Nhiều người vui lòng giúp anh chàng trong việc này. Chỉ trong nửa ngày, anh ta đã chở xác người vợ đi biệt. Chiếc bè theo dòng nước trôi mãi, người chồng vẫn ngày ngày ấp ủ vợ không thôi. Cái tử thi đó trông vẫn như người nằm ngủ, lòng anh chàng tràn trề hy vọng. Đến một nơi kia, anh ta cắm bè lại, kề một bãi cỏ rộng, lên bộ nấu ăn. Tình cờ trong khi đi nhặt củi, anh ta gặp một cụ già. Nhìn thấy ông cụ chống gậy đi một mình giữa cảnh trời nước hoang vu, lại râu tóc trắng xóa, hình dung không có gì là lam lũ, chàng ta lấy làm ngạc nhiên. Anh đang suy nghĩ thì thoáng một cái, ông cụ đã đứng trước mặt. Hiểu ngay đó là ông tiên, anh vội phục xuống chân cụ già, rồi kể lể sự tình. Cuối cùng không quên cầu khẩn ông cụ sinh phúc, giúp cho vợ mình sống lại. Vị tiên thương hại nhìn người chồng hồi lâu rồi nói: "Ngươi còn nặng lòng vương vấn trần ai, chưa thoát được vòng tục lụy. Ta có thể giúp cho ngươi đạt ước vọng, song về sau này, nhà ngươi đừng có lấy làm ân hận." Nói xong, vị tiên bảo người chồng dỡ nắp quan tài vợ ra, chích đầu ngón tay của chồng nhỏ 3 giọt máu vào thi thể người vợ. Chỉ một lát sau, người đàn bà từ từ mở mắt ra,
rồi ngồi lên như sau một giấc ngủ dài. Trước khi từ giã, vị tiên bảo người đàn bà vừa sống lại: đừng quên mang ơn chồng ngươi và luôn luôn nghĩ đến lòng thương yêu chung thủy của chồng. Người vợ thề thốt chắc nịch rằng sẽ không bao giờ quên tình nghĩa của chồng đối với mình. Vị tiên bảo: không can gì, nếu không yêu nữa thì chỉ việc trả lại 3 giọt máu cho anh ta là đủ. Thế là hai vợ chồng thuê một chiếc thuyền lên đường về quê. Một tối, thuyền ghé bến, hai vợ chồng dắt nhau vào quán cơm. Trong quán hôm đó có một người khách thương sang trọng. Hắn ta thấy nhan sắc người vợ diễm lệ ít ai sánh kịp thì bỗng nảy tà dâm, mưu toan chiếm đoạt. Hắn lần la lại gần, đưa các mẫu hàng tơ lụa và đồ trang sức ra vờ chào khách, kỳ thực là để tán tỉnh người đàn bà xinh đẹp. Hắn nói trong thuyền hắn đậu ở gần đấy còn có nhiều món hàng nữa rất quý và rẻ, muốn mời họ xuống xem. Nhưng người chồng thì chẳng thiết một tí nào. Cơm nước xong, bỏ mặc người khách thương, anh chồng dắt vợ xuống thuyền. Hai vợ chồng trò chuyện một chốc rồi vì mệt quá, ngủ quên lúc nào không biết. Họ cũng chẳng ngờ sau lưng họ, người khách thương kia vẫn theo hút không rời. Khi thấy hai người nằm ngủ, hắn đi nhẹ đến đánh thức riêng người vợ dậy, mời nàng xuống thuyền đậu kề đó để hắn biếu một món trang sức. Hắn bảo: thuyền của tôi chỉ cách đây 10 bước, bà không phải đợi lâu đâu. Nghe nói thế, lòng người đàn bà bỗng thấy lay chuyển. Nàng đứng lên, đi theo người khách thương xuống thuyền buông. Chỉ trong nháy mắt, theo ám hiệu của chủ, bọn thủy thủ chiếc thuyền buông nhổ neo và dông buồm cho thuyền chạy mất. Người chồng thức dậy thấy mất vợ, bỏ cả ăn ngủ, ngày đêm đi tìm kiếm, 1 tháng sau mới gặp. Nhưng người đàn bà đã quen với lối sống xa hoa, sung sướng bên cạnh tay lái buôn giàu có, quên cả tình cũ nghĩa xưa. Mặc kệ chồng van nài, nàng ta đưa ra 1 gói vàng và bảo chồng hãy đi ngay đi. Thấy rõ bộ mặt thật của vợ, người chồng như tỉnh cơn mê, bảo vợ rằng: mình được tự do bỏ tôi, song tôi không muốn mình còn lưu giữ kỷ niệm gì của tôi nữa. Vậy hãy trả lại 3 giọt máu của tôi đã nhỏ ra để cứu mình sống lại. Người vợ thấy được ra đi dứt khoát dễ dàng như thế, vội vàng lấy dao chích đầu ngón tay. Nhưng máu vừa bắt đầu nhỏ giọt thì nàng ngã lăn ra chết. Người đàn bà nông nổi phụ bạc, chết vẫn còn luyến tiếc cõi đời, nên hóa kiếp thành 1 con vật nhỏ có cánh, ngày đêm đuổi theo người chồng, tìm cách ăn cắp 3 giọt máu để trở lại làm người. Con vật này luôn luôn kêu than với chồng cũ, như van lơn, như oán hận, như tiếc thương, ngày đêm o o không ngừng. Về sau, giống này sinh sôi nảy nở rất nhiều, người ta đặt tên nó là con muỗi. Vì ghét kẻ phụ bạc nên mỗi lần con muỗi bay lại gần, người ta không tiếc tay đập mạnh vào người nó. Các em thanh thiếu nhi thân mến, các em biết không, nhân duyên trong cuộc đời này có muôn hình vạn trạng. Chính vì thấy được bản chất thật của tình cảm con người rất phức tạp và phiền toái, nên các bậc thánh nhân thường hay khuyên nhủ mọi người hãy nên tu tập tâm từ bi để mở rộng tấm lòng rộng lớn bằng tình yêu thương chân thật, không vị kỷ. Đối với những người đã có chồng có vợ, Đức Phật dạy không được sanh tâm tà vậy, tức là không nên nghĩ đến người khác không phải là chồng hay vợ của mình.
vì như thế sẽ làm nhiều người trong gia đình đau khổ. Các việc xấu, dù nhỏ, khi càng cố che giấu, càng làm cho sự việc tồi tệ hơn, người khác cũng sẽ sớm phát hiện ra. Người có tâm xấu, sớm muộn gì cũng phải gặp quả báo, không cách nào tránh được. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy rằng: ai ở đời sát sinh, nói láo không chân thật, ở đời lấy không cho, qua lại với vợ người, vậy người hãy nên biết, không chế ngự là ác, chớ để tham phi pháp, làm người đau khổ dài. Cao hơn nữa, Phật dạy chúng ta thương yêu và quan tâm đến tất cả chúng sanh xung quanh. Đây là lối sống cao đẹp theo hạnh Bồ Tát. Mỗi lần chăm sóc một người nào đó, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn vì mình đã thực hiện được nghĩa cử cao thượng. Mỗi khi chúng ta chăm sóc cho ai, chúng ta đừng có bắt buộc người kia phải chăm sóc lại, vì như vậy là ta đang mặc cả trong các dịch vụ chăm sóc. Khi chúng ta đón nhận sự chăm sóc, thì Đạo Phật dạy chúng ta phải biết ơn và đền ơn. Nếu trong gia đình, người vợ thực tập hạnh Bồ Tát, người chồng cũng thực tập hạnh Bồ Tát, thì gia đình đó sẽ có hạnh phúc nhất trên đời này. Nói tóm lại, chúng ta phải thực tập sống có ý thức và trách nhiệm, thương yêu bản thân mình và người khác, luôn luôn giữ đúng năm giới mà Phật dạy, thì chúng ta mới có một cuộc sống trong sạch, đầy an vui và hạnh phúc. Các em hãy nhớ nhé. Bây giờ, cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin gia tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp Như Lai? Hello everyone, welcome to our program of telling good stories and lessons to children and teenagers on the Bodhi Buddharam Society televisions. We also encourage the parents to listening together in order to explain some of the Buddhist terms the children may not understand. Dear children, today we have a wonderful story to tell you about the tale of the mosquitoes. Once upon a time, there was a kind farmer who recently got married to his beautiful wife. On the wedding day, they vowed to never leave each other. If one person was to die first, then the other would also volunteer to follow and keep each other company in the afterlife. The wife had a different personality from her husband's, who was simple and hardworking. She was lazy and spent money lavishly and only thought of her own happiness. While the couple had planned to live and grow old together, the young wife was suddenly taken away by the reaper. No one could describe the pain and sorrow felt by the husband afterward. He tried to commit suicide several times to die with his wife as promised in their wedding vow. However, each attempt of suicide was prevented by vigilant members of the family. On the day of the funeral, a mysterious priest approached the husband and revealed a magical spell that would bring back his beloved wife from death. According to the priest, many people have successfully used the spell. The spell is not difficult to use. It only required the person who cast the spell to have courage and perseverance. This method depends on the person casting the spell to hug and embrace the dead corpse 3 times a day to transmit body warmth to revive the person. It also has to be done every day without any break. Within 3 months and 10 days, the dead person will come back to life.
The husband thanked the priest and did exactly as instructed, in hoping to bring back his beloved wife to life. Day by day, he hugged his wife's lifeless body, infused his body heat and warmth breath into the cold corpse. However, a few days later, the stench of the corpse was too intense, which disrupted the whole neighborhood and made it unbearable for the people who lived nearby. They banded together and went over to his house to protest. His neighbors demanded that he bury the dead body immediately. The husband then asked for the neighbors to help him build a small raft so that he can carry his wife's body far away to another place. The neighbors agreed and were happy to help him to build a raft. Within half a day, the husband was able to send his wife's body far away. The raft floated along the river for a long time. Day by day, the husband remained by his wife's side to keep her warm with his body. The lifeless body continued to lay there like a sleeping person and gave the husband full of hope that the spell would eventually work. When the raft touched the shore with no one around, the husband docked his raft and cooked dinner along the river shores. While collecting firewood in the nearby forest, he happened to encounter a peculiar old man walking by. The husband was surprised to see an old man being alone amid the wilderness, with white hair and long beard. While the husband was lost in his thoughts, the old man suddenly appeared in front of his face. Right away, the husband realized that the old man was a fairy spirit. He immediately knelt to bow at the fairy's feet. The husband then shared with the fairy the story of his current circumstances and asked for his blessing to help his wife live again. The fairy gave a long, pitiful look at the desperate husband and finally said, "You still have a heavy heart full of burdens and have not escaped the cycle of attachments. I can help you achieve your wish, but I hope that you don't regret your decision in the future." After making his assertions, the fairy told the husband to unwrap the cover of his wife's body and prick 3 drops of blood from his finger into the wife's mouth. Just a few short moments later, the wife slowly opened her eyes and sat up as if she had been sleeping for a very long time. Before the fairy left, he gave a piece of advice to the awoken wife. "You need to be thankful to your husband. Always remember and appreciate his faithful love for you." The wife firmly pledged that she will never forget her husband's love for her. The fairy said, "No problem. If you ever fall out of love with your husband, simply return the 3 drops of blood back to him and that should be enough." The couple then rented a boat to travel back home. While on the ride back home late in the evening, the couple decided to stop at a nearby dock and they led each other to a restaurant. It just happened that in the restaurant in that evening, there was a wealthy merchant. The man saw the wife enter the restaurant and he was amazed by her beauty. He had a lustful urge to pursue and woo the wife. The merchant moved closer and brought with him exquisite silk outfits and jewelry to greet the wife. He pretended to sell his merchandises when he wanted to get closer to the woman. The merchant flaunted that there were more extravagant and precious stocks on his own boat docked nearby and invited the couple to come and look. The husband, however, did not feel really interested in the items. After the meal was finished, the husband led his wife back to their own boat. They had a short conversation and fell asleep quickly because both had a long, tiring day. Unbeknownst to the couple, the merchant had followed them to the boat as well. When he saw the couple were asleep, he walked over to the wife to wake her up. He invited her to his boat
to show off his jewelry collections and promised to give her a jewelry as a gift. He said, "My boat is only 10 steps away. You don't have to wait that long." After hearing that, the wife was convinced and curious. She stood up and followed the strange man into his merchant boat. Once she was on board, the merchant's servant immediately pulled up the anchors and set sail to run away with the woman. The husband woke up a bit later and found that his wife was gone from their boat. He spent days and nights looking for her and even skipped eating and sleeping. He finally found her a month later. His wife had already moved on and grew accustomed to the lavish, happy lifestyle with the rich merchant. She had already forgotten her previous husband. She even ignored the husband's plea to come back and tossed him some money to get him to leave her alone. The husband finally saw the true form of his wife and remembered the vow that she had made after being revived from death. He told her, "You are free to leave me, but I do not want you to keep the memories of me anymore. Please return the 3 drops of blood I used to rescue you." The wife was ecstatic on the simple request to get rid of the husband and hastily pricked her fingers with a knife. However, when the blood started to drip, she suddenly fell to the ground and died. The spirit of the ungrateful and immature wife lingered and still reminisced the life she once had. She turned into a small winged insect, constantly following her husband day and night, trying to steal back the drops of blood to return to the human form. This insect always lamented to the husband's persisting day and night to moan, plead, vent her anger, and regret her past mistakes. When this insect reproduces into a large population, it is called a mosquito. Because people naturally hate being stung by mosquitoes, anytime one flies close to them, they would immediately swat them away without any hesitations. Dear children, you know, the cause and condition in this life produce many shapes and forms. Because the true nature of human affection is complex and exasperating, the holy saints often advise people to practice compassion to understand empathy and open their heart to genuine love without being biased. To the married couple, the Buddha advised, "Do not bear with unfaithful mindset." That is to not linger any thought of another person beside your spouse. Doing so will result in suffering for the member of the family. Even if the deceitful matter is insignificant, trying to hide it from your spouse can potentially create a much larger issue, and the matter will be found out by others. People with bad intentions will sooner or later encounter retribution. There is not a way to avoid it. In the Dhammapada, the Buddha taught that he who destroys life, or tell lies, or take what is not given him, or commits adultery, or take intoxicating drinks or drugs, digs up his own roots even in this very life. Know this, O man, not restraining oneself is evil. Do not let greed and ill will produce you to prolong misery. In addition, the Buddha taught us to love and care for all living beings around us. This mindset is the noblest way of life according to the Bodhisattva's virtue. Each time we take care of another person, we feel much happier because we have performed noble acts. Each time we care for someone, we should not force others to return the favor because it would imply that there is a sense of bargain in service. When we receive care from others, Buddhism teaches us to be grateful and reciprocate when possible. If in the family, the husband and wife practice the Bodhisattva Sutras,
the family will have a happy atmosphere. In short, we must practice a conscious and responsible way of life. Love ourselves and others, and always keep the five precepts taught by the Buddha in your heart. These actions will lead to a pure and happy life. Please remember that. We would like to say goodbye to you all now. See you next time.